Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết cho ngày mai cùng với biên tập viên Ngọc Vân. Xin mời chị Ngọc Vân ạ. Vâng, Hải Yến, thưa quý vị, dự báo từ ngày mai trời Hà Nội sẽ nóng dần lên, thậm chí những ngày sau còn xuất hiện cả nắng nóng nữa. Cụ thể, nhiệt độ ngày mai sẽ tăng khoảng 2 độ so với hôm nay, lên mức là 30 độ. Đến thứ Tư và thứ Năm, Hà Nội sẽ lên mức nắng nóng, nền nhiệt 35-36 độ. Đây sẽ đánh dấu đợt nóng đầu tiên trong năm nay. Nóng đầu mùa thường khiến cơ thể mệt mỏi, khó chịu. Vì vậy, quý vị hãy lưu ý bảo vệ sức khỏe. Còn trong đêm nay tới sáng sớm mai tại Hà Nội trời không mưa, có sương mù nhẹ, độ ẩm cao vào khoảng 94% cộng với mức nhiệt 23 độ, trời se lạnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh sau một ngày nắng nóng, dự báo đêm nay sáng sớm mai trời dịu mát và tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực trung tâm và phía bắc của thành phố khoảng là 25 độ, phía nam gồm huyện Cần Giờ và Nhà Bè nền nhiệt là 26 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.